Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hậu từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hết thời, tìm đường khác kiếm cơm. Kiếm tiền, kiếm danh là mục đích của bất kỳ người nào thuộc giới showbiz trên thế giới. Khác chăng là cách tìm kiếm khác nhau. Ở showbiz tại Việt Nam không hẳn là nghệ sĩ nào cũng xấu. Tuy nhiên, nghệ sĩ chân chính thì quá ít, làm cho người ta không thấy họ nổi lên mà chìm nghỉm trong một giới showbiz đầy rẫy thị phi. Ở nước ngoài không phải nghệ sĩ nào cũng có đạo đức, tuy nhiên những tài tử tử tế thì đầy ra đó. Ở đâu cũng có kẻ tốt, người xấu, nhưng khác nhau ở tỷ lệ 99% là tốt cộng 1% là xấu, không thể đánh đồng với 99% xấu và có 1% tốt. Trong nguy nan khốn khổ của người dân, lắm nghệ sĩ lại tìm thấy cơ hội để kiếm rất nhiều tiền. Nhìn lại từ thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trở xuống thì rõ ràng chính quyền nào thì xã hội đó. Ở Việt Nam, chính quyền Cộng sản sản sinh ra những tên quan tham, ăn của dân không chừa một thứ gì. Thì làm sao chính quyền này tạo ra một xã hội tốt đẹp cho được? Cho nên xã hội Việt Nam mới đầy rẫy trộm cướp, gian tham, lừa lọc nhau mà sống. Thế giới showbiz Việt Nam cũng là một xã hội Việt Nam thu nhỏ. Xã hội Việt Nam trộm cướp, gian và tham, có môi trường tốt để phát triển đại trà, thì trong giới showbiz Việt Nam cũng như vậy. Nghệ sĩ ganh nhau và choảng nhau bằng những chiêu trò bẩn, nhưng lên mặt báo thì vẫn cứ nói lời đạo đức. Cũng giống như chế độ Cộng sản, giới nghệ sĩ Việt Nam nhìn ra trong nguy có cơ. Nghĩa là trong cái nguy hiểm của người dân khốn khổ, họ thấy cơ hội kiếm tiền. Nếu nói toàn bộ máy chính quyền Cộng sản thấy trong cơn khốn cùng của người dân bị dịch Covid có cơ hội kiếm tiền và từ đó mới có vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu, thì nghệ sĩ cũng thấy trong thảm họa lũ lụt cơ hội kiếm tiền lớn cho họ. Không hiểu sao từ khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố về vấn đề từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhận của nhà hảo tâm tới 16 tỷ đồng nhưng không làm từ thiện một đồng nào. Và cho tới nay xem như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lơ luôn hành động có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông nghệ sĩ hài này. Không chỉ có Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh nổi danh từ hải ngoại, anh ta về Việt Nam sinh sống và kiếm rất nhiều tiền. Anh ta được chính quyền Cộng sản trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghĩa là họ công nhận anh ta có ích cho chính quyền. Có người cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh và Cộng sản có cùng một tần số. Cộng sản là nước và Hoài Linh là cá, nên Hoài Linh mới bám trụ lâu với Cộng sản đến như vậy. Cũng may là xã hội Việt Nam dù bị nhuộm bẩn bởi chế độ Cộng sản nhưng mầm tốt vẫn còn. Trước hành động quên phát thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, rất nhiều người cũng đã quay lưng với những show diễn của nghệ sĩ này và từ đó danh tiếng của Hoài Linh chìm dần cho tới ngày hôm nay. Mới đây Hoài Linh đang chọn rẽ theo hướng làm nghề đạo diễn, ngày này có thể phát huy những tố chất vốn có của anh ta và tránh xuất hiện trước công chúng. Có người nhận xét vui rằng Hoài Linh đang muốn nấp sau cánh gà sân khấu để né những loạt đạn tẩy chay của khán giả. Hậu từ thiện, Hoài Linh tìm ngả rẽ. Trong khi trên thế giới, nghệ sĩ có đời sống ngoài sân khấu rất đáng ngưỡng mộ, thì Việt Nam nhiều nghệ sĩ làm bẩn môi trường giải trí bằng những trò đấu nhau trên mạng xã hội như một cái chợ vậy. Không những họ đấu khẩu với nhau mà họ còn có hành động thiếu đạo đức khác. Showbiz đã bị bàn tay chế độ thọc vào nên đã vô cùng méo mó. Tài năng thực sự và lối sống đạo đức mẫu mực không có đất. Thay vào đó là những nghệ sĩ bất tài tạo sự nổi danh bằng những trò lố lăng thì lại nhan nhản. Nếu nói chế độ xã hội nào thì cũng có thể khẳng định chế độ nào thì showbiz như thế. Không thể khác được. Không thể dưới bàn tay điều hành của Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch Việt Nam lại có một môi trường showbiz trong sạch cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hậu từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hết thời, tìm đường khác kiếm cơm.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin không giải trình thông suốt số tiền từ thiện. Thủy Tiên đem trời Phật ra đỡ đạn. Câu chuyện tiền từ thiện của Thủy Tiên là câu chuyện dài nhiều tập, bởi thực tế từ khi Thủy Tiên thực hiện việc làm từ thiện với số tiền khổng lồ cho tới nay, chưa bao giờ cộng đồng mạng nhận được lời giải thích thỏa đáng. Thủy Tiên càng giải thích thì sự thật càng mù mờ và không ai có thể khẳng định rằng Thủy Tiên sạch hay bẩn trong vấn đề làm từ thiện. So sánh với những phốt bị cộng đồng mạng bóc ra và cách giải thích của Thủy Tiên thì hầu hết mọi người đều cho rằng Thủy Tiên chủ yếu là chống chế hơn là giải thích có cơ sở. Cộng đồng mạng cũng rất đa dạng, trong đó rất nhiều người hiểu biết và ngành tài chính cho nên khó mà qua mặt được họ. Thủy Tiên đã đem cả trời Phật ra mà đỡ đạn cho mình. Khi không thể giải thích tường tận cho người ta hay đem trời Phật ra để thề, thông thường những người cứ mở miệng ra là thề, nếu tôi mà có nói dối nửa lời thì ra đường sẽ bị trời đánh, thì thường là người nói dối. Có một nhà phân tích cho tờ Thời báo .de biết, những người thường mang trời Phật ra thề thì đích thị đấy là kẻ dối trá. Loại người nói dối như vậy là những người non nớt, bởi cao thủ nói dối họ không tự chỉ điểm mình bằng cách làm như thế. Người nói dối giỏi thường là những người biết tát nước theo mưa, tức là họ không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, nhưng họ rất khéo léo lái dư luận sang hướng chứng minh vô tội bằng những trường hợp trông có vẻ tương tự như họ. Mới đây, khi xuất hiện trên làn sóng chỉ trích Thủy Tiên về vấn đề làm từ thiện, Thủy Tiên đã lên báo nói rằng việc của tôi nếu sai thì trời Phật không để tôi yên đâu. Không ai ngây thơ đã tin vào câu chuyện trời Phật trừng phạt, ngay cả những người gian dối và nói dối đó. Sự thật vẫn có rất nhiều người sống ngay thẳng mà gặp cảnh trái ngang. Có người gian trá hại người thì vẫn ung dung hưởng lợi. Nếu làm gian và ác mà bị trời Phật trừng phạt ngay thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thể tồn tại được cho đến ngày nay. Cộng đồng mạng đang soi rất kỹ mọi hành vi, lời nói, phát ngôn của các ca sĩ này. Thực ra mà nói, trước sự bới móc của cộng đồng mạng về vấn đề làm từ thiện thì dường như cô Thủy Tiên đã bí đường, không thể chứng minh được tới 178 tỷ đồng tiền của các nhà hảo tâm đóng góp được cô chia hết cho người gặp thiên tai hay không. Việc phát tiền cứu trợ của Thủy Tiên không thể kiểm soát được, không ai biết Thủy Tiên phát bao nhiêu trong số 178 tỷ đồng ấy. Rất nhiều người dùng sao kê để chứng minh, nhưng sao kê chỉ là chứng minh tiền rút ra hết, chứ không chứng minh được Thủy Tiên phát hết tiền. Điều mà Thủy Tiên khiến cộng đồng mạng nghi ngờ, đó là cô đã trả luôn một lúc 17 tỷ đồng nợ ngân hàng sau khi làm từ thiện. Và việc cô dám đập bỏ căn biệt thự tới 22 tỷ đồng để mà xây mới hoàn toàn, đó là sự thật. Câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện là câu chuyện cần phải bóc phốt để ngăn chặn hiện tượng lấy tiền của nhà hảo tâm làm của riêng mà lại không phân phát cho nạn nhân, đồng bào đang bị bão lụt khó khăn. Như ông nghệ sĩ hài hải ngoại đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam nhiều năm nay. Giới nghệ sĩ đang nổi lên hiện nay hầu như rất khó tìm ra những người có nhân cách mẫu mực. Họ dùng tên tuổi một cách bừa bãi, họ đang làm xấu cho lớp trẻ, lớp người chưa có sức đề kháng trước cái xấu như những người trưởng thành. Thủy Tiên đã đập bỏ cả biệt thự 22 tỷ đồng để mà xây mới. Câu chuyện Thủy Tiên là câu chuyện điển hình cho những ai muốn làm từ thiện. Bởi muốn làm từ thiện mà lòng vẫn trong sáng thì cần phải có tổ chức, có bạc bàn bệ và chuyện thu chi tiền bạc phải qua hệ thống kế toán, sòng phẳng, rõ ràng. Thậm chí có thể trích một phần tiền trong khoản tiền quyên góp được để vận hành bộ máy kế toán đó. Thì đấy cũng là việc hợp lý. Còn nếu ai vẫn làm từ thiện theo kiểu Thủy Tiên thì rất khó để xã hội không đặt nghi ngờ vào ý đồ của những người đứng ra quyên góp
lên tới hàng trăm tỷ đồng này. Đây là một cuộc chơi dành cho những người trung thực, người ta cần rõ ràng, tường minh, không cần cam kết hay thể thốt với trời Phật làm gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Không giải trình thông suốt tiền từ thiện, Thủy Tiên đem trời Phật ra đỡ đạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de